À, thưa các bạn, đây là cái bộ tản nhiệt á. Bộ tản nhiệt cho dàn lạnh. Hôm trước mình có giới thiệu nha. Ok, thì vì đây là video mình sẽ tháo và tách rời ra cả hai cái và bán giá tách rời nha các bạn. Hôm trước thì mình chỉ bán giá đi trọn bộ thôi. Ok, cái này là cái IC nè. Không phải cái IC mà con trở nha. Con trở. Thì loại này thì nó đưa ra 3 tốc độ nha. 2, medium và low. 3 tốc độ. Ok, khi tháo ra thì các bạn thấy là một dàn tản nhiệt bằng đồng. Ở đây mình thấy được là nó đầu này có hai ống nè, đến hai ống nè, ở giữa nó có một hai ống nữa, là tổng là 6 ống nha các bạn. 6 ống thì khi đi vào á nó sẽ đi xuống nha, đi xuống đó, và đi lên nữa và đi xuống, đi ra 6 ống. Lưới còn rất là đẹp nha. Hàng này made in Canada. Hàng mới chưa qua sử dụng. Khách nào muốn mua rời á, để làm gì? Để ráp mấy cái quạt vô cả. Tại vì có một số khách có nhu cầu mua rời. Nên sẵn mình giới thiệu luôn nha. Đó, ví dụ như cái này nè. Đó, các bạn lắp hai cái này vô nha. Hai cái này hai bên. Cái này là 3A nha, tốc độ rất là lớn. 12V 3A chạy là cực kỳ khỏe. Thì nếu mà xài đúng bài á, xài cái này là ok hơn các bạn. Tại vì cái lưu lượng gió nó lớn. Thật ra cái này thì lưu lượng gió nó không bằng nha. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà không gian á, nó hẹp á, nó không thể sử dụng được cái này á, thì mình chuyển qua xài cái này cũng được nha. Được. Nhưng mà đặc biệt cái 3A này thì mình thấy nó phù hợp nè. Còn những cái mà dưới 1A các bạn thì các bạn xài nó cũng không hiệu quả nha. 3A thì nó dạng giống như dạng quạt siêu tốc á, chạy rất là dạng, rất là khỏe luôn. Đó, cơ bản thì mình chỉ việc khoan 4 cái lỗ nha. À, 3 lỗ. Bên đây 3 lỗ nữa. Đó, mình bắt vào nha. Bắt vào. Đó, nó có sẵn hết rồi. Nó có luôn cái bát xe thép rất là đẹp ha. Rất là đẹp. À, nhìn cũng rất là gọn. Cái này thì khách nào mà đã có rồi cái hệ thống tản nhiệt bằng nước nước tưới nguội á, nước nước là nước dung dịch làm nguội á, thì nếu mà cái hệ thống cái lưới của các bạn nó bị hỏng á, thì hoàn toàn có thể mua cái này thay vào nha. Mình chỉ việc độ lại cái đường ống cho nó phù hợp với cái này thôi nha. Cái này thì mình hàng của Canada cho nên cái tiêu chuẩn nó sẽ khác. Ok, đo thử bao nhiêu ly nha. Các bạn nào về có độ chế thì biết được. Ống phi 20, ống phi 16. Ống phi 16, 16 đúng luôn. Cái nắp chụp. Ok, mình báo giá và đo kích thước nha các bạn. Cái này thôi, mọi nọ mình đã test rồi. Ok, có thể cắm test lại cũng được nha. 12V. Đây, cái nguồn 12V của mình. Thì cái này nó giống như cái biến trở các bạn, nhưng mà biến trở mình phải vặn nha. Còn cái này thì các bạn chỉ chọn đúng cái giá trị thôi. Cái đầu tiên mình nhìn nè, thì hệ thống dây đúng không? Dây âm lúc nào cũng là âm nha. Âm thì vào trực tiếp. Dương á thì nó qua, nó sẽ đi qua mấy con trở để hạn cái áp lại. Thì từ tùy thì áp nó sẽ cản trở bớt lại. Ok, cái dây mà 2 á, dây cao nhất á, thì chính là dây 1 cam. Nè. Đi ra ngoài chơi con. Ok, test lại cái này cho các bạn xem nha. Ồ. Quên ta, cái lưu lượng gió, cái hướng gió ha. Nó sẽ làm cái này đập xuống. Đập xuống.
Ok, ở đây thì có thêm hai cái tốc độ nha. Đầu tiên mình test tiếp là cái medium nè. Low. Low rất là nhẹ. Mình chuyển qua 2. Cái này shop bán ra có bảo hành 12 tháng nha các bạn. Tại vì hàng mới, bảo hành 12 tháng. Made in Canada ha. Hàng Canada 12V. Ok, lấy cái thước mình đo xong mình báo giá nha. Có một cái thước ở đây. Khi mình tháo rời các bạn thì mình sẽ bán theo giá như thế này. Còn để nguyên cụm á, để nguyên cụm là giá 850k nha. Nguyên cụm là giá 850k. Nhưng mà tháo rời á, tháo rời thì cái bộ này là 500k bao ship nha các bạn. Bộ động cơ này 500k bao ship. Bữa mình bán hàng cũ á, thì nó đã là 350k rồi. Thì bây giờ hàng mới chưa qua sử dụng còn rất là ngon thì giá là 500k bao ship. Tổng dài của cái bộ này là 350 nha. 350. Chiều cao thì cỡ 130, 130. Còn chiều rộng thì tính từ đây qua tới mép này các bạn. Tầm cũng 130 luôn nha. Ok. 350 nhân 150, 150. 500k bao ship. Cái này mình có số lượng nha. Khách nào lấy 2 cái thì 450k cái nha. 2 cái 900 bao ship. Ok, chuyển qua cái bộ này các bạn. Cái bộ này nha. Bộ này thì gồm có một bộ vỏ cộng với cái vàng vàng lạnh. Cái này gọi vàng nóng chứ, vàng nóng. Thì này tổng dài bữa hổm mình đo là 400. Tổng dài 400. 400 nhân 130 nhân khoảng 190. 400 nhân 130 nhân 90. Bộ này 500 thì bộ này là 300 nha các bạn. 300 nha. Bao ship. Bao ship, hàng bao xài, bao xì nha. Ok, bộ này là 300. Nếu mà khách nào mua thêm kèm theo hai cái quạt này á thì giá là 450 các bạn. 450 nha. Bộ như vậy 450. Ok, còn một bộ như vậy là 800 bao ship. 800 bao ship. Ok, cảm ơn các khách đã xem video.